Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng của BMW và ghé thăm anh chàng lỗ mũi to 7 series đời mới. Mũi to không lo bị nghẹt. Cái lỗ mũi ngày nay của những dòng BIM luôn luôn to. X7, X5 cũng đã to rồi, X7 còn to hơn nữa, rất to. Và cái BIM 7 series đời mới cũng rất to. To một cách kinh ngạc, to trai người ta đằng sau. Này, to chưa? Rất to luôn. Chúng ta có một cái lưới tản nhiệt ở đây, nó cũng đóng mở được như những chiếc xe BIM mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Ngày nay đều đóng mở được. Hiện tại nó đang đóng kín và nó bằng nhựa. Đấy, khi nào cần nó sẽ mở ra. Đây là phiên bản 740 Li X-Drive. Chúng ta có cụm đèn rất đẹp nhé, đèn full LED và hệ thống đèn pha cốt, đèn pha là đèn laser, giống với chiếc X7. Đẹp khủng khiếp luôn, cái thế hệ đèn đời mới của BMW thiết kế đẹp. Tôi rất thích, phải nói rằng đến thời điểm này thì tôi thích hệ thống đèn cả trước cả sau của BMW nhất. Cái đèn góc rẽ cũng là projector luôn. Rồi, chúng ta sẽ sang bên này đi, hơi đông rồi. Ở phiên bản 740 này, xin lỗi nhá, phiên bản này là đèn full LED chứ không phải là đèn laser đâu. Đây ghi là LED này, bạn có thể tùy chọn sang phiên bản laser được. Ở trên chiếc 740 Li này thì được trang bị mâm, tôi nghĩ là 20 inch. Nhưng mà thực ra những cái mâm này bạn có thể chọn option được. Lốp rất mỏng luôn. Mâm này phải lên đến 21 inch. Chính xác các bạn ạ, 21 inch đa chấu. Và cùng phanh là M Performance. Phiên bản này M Performance luôn. Đây, cửa hít nhá. Đây, chúng ta có một cái mang cá nó hình chữ L ở đây, có logo của M Performance, M Sport này. Ở trên gương thì chúng ta sẽ có một cái viền chrome, nó liền nối liền luôn với cả cái trụ A này, nối liền luôn một mạch với cái viền xe luôn. Nhìn rất sang trọng, rất sang trọng. Cửa hít nhá. Đó, phiên bản chụp cơ sở dài cho nên là cái xe này nó sẽ rất dài. Đó, các bạn thấy nó dài chưa? Rất dài luôn. Thank you. Đại gia Trung Quốc đấy, vào sách đồ hiệu đi xem. Rồi, rồi, đông quá. Thôi không sao, chấp nhận thôi, biết làm nào được, xem mà triển lãm mà. Chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn giống với những cái ngôn ngữ thiết kế của những chiếc xe BMW gần đây tôi giới thiệu với các bạn. Cái thiết kế nó 3D, nổi khối. Và nó là một cái đường LED liền khối, đỏ rực, nuột không chê vào đâu được. Nó cũng có một cái sợi LED chạy ngang, chuẩn theo cái phong cách gần đây mà những chiếc xe ngày nay có, như Porsche này, như xe Hàn Quốc cũng thế, mấy cái xe gần đây đều thế, Volkswagen thế. Đây là cái cốp rất sâu luôn, và ở hai bên có cái hốc rộng chiều ngang. Ở cái chỗ hốc bánh xe thì nó bị hẹp vào là điều đương nhiên. Rồi, chúng ta cũng không cần quá quan tâm đến cái cốp lắm, bởi vì nó là dòng trục cơ sở dài của chiếc xe full size rồi, thì không chỉ có cái lỗ mũi to đâu, mà cái lỗ thở phía đuôi của nó cũng rất to. Đó là cái cụm ống xả to một cách ngạc nhiên luôn, hai cái lỗ chiều ngang to thật. Và ống xả ở trong là ống xả thật nhá, không phải ống xả giả cầy đâu. Và tôi kê cái đèn LED này quá, đẹp quá. Cái đèn LED của BMW mới đẹp thật đấy. Các bạn mua nhớ mua phiên bản cho nó tử tế nhá, đừng mua phiên bản không có LED. Mua phiên bản không có LED thì nó xấu lắm, nó vớ vẩn lắm. Rồi, xin mời các bạn vào trong. Xin mời các bạn vào trong, chúng ta sẽ vào trong để chúng ta xem cái kho nội thất xem như thế nào, các bạn sẽ biết nó xịn sò như thế nào ngay. Ở trong kho nội thất thì các bạn trước tiên là các bạn hãy nhìn vào cánh cửa trước. Cánh cửa trước tiên là cái phần bọc nhôm này, ốp gỗ này, ốp da này rất là đẹp. Hai bên. Đó. Cái da nó cũng thêu những cái hoa văn thực sự là đẹp mắt. Nó như kiểu mình đan những cái sợi gì vào nhau ấy, cái sợi rất là to. Đấy, nhìn rất đẹp. Cái màu này cũng đẹp. Đúng không? Đó.
Đó. Chúng ta hãy nhìn thêm vào trong khoang nội thất đi. Trong khoang nội thất thì bây giờ đang có một anh đang ngồi, cho nên là các bạn chịu khó nhìn mặt anh một tí nhá. Mặt anh ý rất Trung Quốc. Đấy. Ở trong thì chúng ta sẽ có cái ốp gỗ. Các bạn hãy nhìn cái ốp gỗ này. Bực mình quá. Rồi. Ốp gỗ đẹp đấy. Cái cụm bảng điều khiển trung tâm thì nó vẫn giống y hệt với chiếc X5X7 mà tôi giới thiệu đến các bạn. Giống y hệt. Cái cần số cũng vậy. Cái cần số thì nó lại còn không được đẹp bằng những cái dòng X đời mới cơ. Dòng X đời mới nó làm bằng pha lê, có cái phiên bản là bằng pha lê rất đẹp. Đó. Chúng ta thử dí vào mặt anh ấy xem anh ấy có đẹp trai không nhá. Đấy. Nhìn rất đẹp trai. Nhưng mà mỗi tội mặt hơi cau có một tí thôi. Rất đẹp trai. Đó. Rồi, chúng ta nhìn sang đến màn hình. Rồi, đi rồi. Thực ra là mình cố tình mình làm anh ấy khó chịu, xin lỗi nhá. Em xin lỗi anh. Xin lỗi các bạn luôn. Chúng tôi có đây, cái khu vực này nó ốp cái viền nhôm rất là đẹp này. Nút cảm ứng này. Các thứ rất đẹp. Màn hình thì to, có touch gesture control nhá, đầy đủ các thứ rất là đẹp. Đó, chúng ta có cái đầu đĩa ở đây này. Đó, đầu đĩa ở đây. Rất là đẹp. Ốp gỗ này, gỗ này cái vân đẹp quá. Vân gỗ đẹp quá, nó phải như thế này mới đẹp. Đúng là lên đến dòng flagship nó khác. Lên đến dòng flagship nó khác hẳn ngay. Chúng ta sẽ có cái bánh xe quay chuẩn chỉ của BMW từ xưa đến nay. Chúng ta có cái cửa sổ trời hai ngăn panorama. Và ở cái kính của cái cửa sổ trời này nó được khắc những cái vân nhỏ nhỏ để khi mà chiếu đèn vào thì cái vân nhỏ này nó sẽ phát sáng, nó giả như kiểu cái bầu trời sao của Rolls Royce ấy, nó làm giả đó, chứ ra nó không bằng đâu, nhưng mà nó cũng rất đẹp, tạo hiệu ứng rất đẹp. Cái trần đẹp, trần da lộn luôn nhá, tất cả trần đều là da lộn luôn. Phiên bản option da lộn luôn là cái phiên bản option hay. Và nếu như mà muốn bọc da lộn cho chiếc xe kiểu như thế này, tôi nghĩ về Việt Nam bọc cỡ tầm 5 triệu da lộn xịn lắm. Hôm nào tôi làm một video cho các bạn xem. Đây, da này đẹp chưa? Màu rượu vang. Rượu vang luôn, bóc đô luôn. BMW Individual. Nó có cái vân ở đây hay này. Cái da này nhá, đây là những cái sợi da đan vào nhau. Nó rất giống với những cái phong cách gần đây của những cái thương hiệu đồ da cao cấp như là Jacna hay là như là Bottega, hay có cái kiểu da đan đan kiểu như thế này. Chúng ta có cái màn hình, cụm màn hình này. Ở đây còn có cái chữ, còn có một cái tôi nghĩ đây là cái camera hay cái cảm biến gì để nó nhìn vào mắt chúng ta này. Đó. Các thứ thì vẫn giống hết. Đó. Chúng tôi sẽ mở cốp ra cho các bạn xem nhá. Cái cốp này này nó cũng được thêu rất là xịn sò, rất đẹp. Cũng như kiểu những cái đường da đan vào nhau, đan vào nhau đấy. Đẹp. Mở ra này. Trong này không có sạc không dây đâu. Sạc không dây tôi ở đây, sạc không dây ở phía trước. Sạc không dây phía trước nhá. Cái cốp này mở ra thì ngăn chứa đồ này cũng nhỏ thôi. Cũng có sạc điện thoại. USB Type-C. Rồi, chúng ta sẽ có camera để tôi bấm xem nào, xem có hiện không. Hiện đi chứ. Không hiện. Chúng ta sẽ ra khoang sau đi, xem nó sung sướng cỡ nào nhá. Rồi. Chúng ta sẽ có cái khoang sau gồm rất nhiều màn hình. Hai màn hình ở sau ghế. Cảm ứng luôn này. Nhạy lắm, nhạy một cách kinh dị luôn. Cái này có nhổ được ra không? Tôi tìm cách tôi nhổ ra mang về nhà chơi. Không nhổ được và cũng không chỉnh được góc. Ồ, nó lạ nhỉ. Không chỉnh được góc các bạn ạ. Cái này cao này. Ở đây chỉnh được góc đây. Đó, bên đấy không chỉnh được nhỉ. Chỉnh được góc nhá. Có nút bấm tắt bật ở đây nhé. Nút tắt bật này. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái màn hình ở cái tựa để tay này để điều khiển tất cả những cái tính năng ở trên. Và cái màn hình này ấy, có thể nhấc được nó lên. Ấn nút ở đây là bình thường nó sẽ tự mở ra, nhưng ở triển lãm thì họ tránh mất cắp, cho nên họ để chế độ là không mở được. Chúng ta có những cái chỉnh ghế ở đây này. Massage này, các thứ đầy đủ. Ốp gỗ xung quanh da rẻ rất là đẹp. Tựa để tay này. Đó. Ngồi thì rộng rãi lắm luôn.
ngồi ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh hết tất cả những tính năng ở trên. Bây giờ tôi sẽ, nhưng mà toàn tiếng tàu, phiên bản Trung Quốc có khác đang toàn tiếng tàu, bây giờ không biết chỉnh kiểu gì đây. Có nhá, không chỉnh nữa. Đấy, đấy là chiếc 740 Li với gói trang bị M Performance. Là một chiếc xe mũi to, đẹp. Ở đây có cả cái ngả để chân ở đây này. Mỗi bên này có thôi. Đây này. Chúng ta có thể ngả ra và để chân ở đây. Đấy. Đây có cả gương soi này. Đó, gương soi này thì hơi vướng này. Vướng với người đằng trước rồi. Đây. Hơi phí nhỉ. Đây bên này thì ok. Đấy. Rồi, chúng ta đi lại một vòng xem lỗ mũi to của 7 series đời mới có đẹp hay không, liệu có cạnh tranh được với S-Class hay là A8 của Audi hay không. Hãy đi một vòng. Hãy đi một vòng. Xin chào nhá, các bạn cứ đi một vòng đi, còn tôi quay ra tôi xem X5 của tôi đây, sắp mua rồi.